chào quý vị khán giả và các bạn đang đến với chương trình Ước mơ của em do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV sản xuất. Cứ mỗi lần đến với chương trình Ước mơ của em, mỗi lần được trò chuyện với tất cả các bé thiếu nhi thì Mai Phương đều cảm thấy rất háo hức bởi vì sẽ được đến với những ước mơ thật đáng yêu và thật dễ thương của các bé. Và ngày hôm nay thì có một ước mơ mà Mai Phương thấy đây quả thật là một ước mơ rất đáng yêu. Và trước tiên thì Mai Phương sẽ làm nhiệm vụ quan trọng, đó là liên lạc với hiệp sĩ của chúng ta. Mai Phương. Xin chào hiệp sĩ. Alo, hiệp sĩ Bin xin nghe. Anh đang ở đâu vậy? Giờ này buổi trưa, dĩ nhiên là anh đang ăn trưa rồi. À, Mai Phương, anh ăn ở chỗ này ngon lắm. Toàn là món ngon vật lạ thôi. Hôm nào á anh sẽ dẫn em đi ăn. Dạ, vậy thì anh hứa rồi đó nha. Như vậy thì hay quá. Trước khi mà Mai Phương được đi ăn chung với hiệp sĩ thì hiệp sĩ sẽ phải làm một nhiệm vụ quan trọng. Đó là sẽ giúp đỡ cho một người bạn nhỏ mà bạn ấy muốn tìm hiểu công việc của các cô chú đầu bếp ở trong nhà hàng. Ủa, vậy hả? Ơ khoan khoan, đợi anh chút. Em cho anh biết thông tin đi. Người bạn nhỏ này tên là Mai Trang, ở tại địa chỉ số 189, suyệt 52, Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh. Tưởng gì, cái này chuyện nhỏ mà. Chúc anh lên đường thành công và nhớ là xong việc thì phải dẫn Phương đi ăn đó nha. Rồi, anh nhận nhiệm vụ nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta lại bắt đầu cùng với hiệp sĩ để hỗ trợ cho người bạn nhỏ Mai Trang thực hiện thành công ước mơ của mình đây. À, tới rồi, tới rồi. À, xin chào chị. Em là hiệp sĩ Bin của chương trình Ước mơ của em. Đến đây để mà gặp bé Mai Trang hả chị? Dạ. Không, bé có nhà kêu mẹ ha. Dạ. Xin chào Mai Trang. Con chào chú. Chú hiệp sĩ Bin có biết đó là ước mơ của con á là được vào ở trong bếp của nhà hàng để mà tìm hiểu công việc của các cô chú đầu bếp trong đó. Vậy thì con có thể cho chú Bin biết là tại sao con lại có ước mơ như vậy? Dạ, tại vì con thích nấu ăn. Thường thì bé Mai Trang có vào bếp phụ chị không ạ? Thích mẹ nấu gì thì nó vào nó học. Mẹ nó nấu gì thì nó hỏi cái này làm món gì nó cũng biết được nhiều món. Dạ. Con thích mẹ nấu món gì nhất? Dạ phở. Con có biết là công việc của các cô chú đầu bếp ở trong nhà hàng á là sẽ khác với công việc của làm bếp của mẹ không? Dạ có. Nấu ăn rồi mấy cô chú phục vụ thì bưng bê ra. Bưng bê ra. À, thường ngày con có phụ mẹ làm công việc gì không? Dạ có. Thí dụ? Nhặt rau. Nhặt rau nè. Gói gạo. Gói gạo nè. Còn có gì nữa không? Rửa chén. Rửa chén. Có giặt đồ không? Có. Vậy hả? Giỏi quá. Vậy thì nếu như hôm nay á, chú hiệp sĩ Bin đưa con đến nhà hàng rồi đưa con vào trong bếp để mà gặp gỡ các cô chú đầu bếp ở trong đó thì con có thích không? Dạ thích. Thích hả? Thích vậy thì con xin phép mẹ đi. Mẹ ơi, cho con đến nhà hàng xem con mấy chú đầu bếp làm việc ra sao. Rồi, đi. Rồi. Xin phép chị cho hiệp sĩ Bin dẫn bé đi đến nhà hàng để tìm hiểu công việc của các cô chú đầu bếp để mà thỏa ước muốn của bé Mai Trang nha. Bây giờ hai chú cháu mình cùng lên đường. Dạ, con chào mẹ con đi. Đi. Rồi, dừng lại. Sao? Hồi nãy giờ con đi bộ với chú Bin á, con mệt không? Dạ không. Đói bụng không? Dạ không. Đó, bây giờ con nhìn đây. Đây nè, mình đã tới lẩu xe lửa rồi. À, bây giờ chú hiệp sĩ Bin á sẽ đưa con vào trong này để vào trong bếp nè để xem các chú đầu bếp làm như thế nào nghe. Dạ. Con vô đây. Chào Khánh. Chào anh. Xin chào chú. Rồi chào con. Xin giới thiệu với con. Đây là chú Khánh. Chú Khánh là quản lý của nhà hàng lẩu xe lửa. Còn đây là bé Mai Trang. Ước mơ của bé Mai Trang đơn giản lắm, đó là được vào trong bếp ha, được xem các cô chú đầu bếp làm như thế nào. Con thích làm bếp lắm hả? Dạ. Rồi vô là con phải gọi là phụ mấy cô chú làm. Thứ hai con phải mặc đồng phục đeo tập về, con chịu không? Dạ chịu, em cảm ơn chú. Chú giới thiệu cho con nha. Đây là chú Hưng nha, chú Hưng là bếp trưởng ở đây. Dạ. Nha, chú Hưng sẽ hướng dẫn con những cái công việc mà con sẽ phụ những cô chú ở đây. Cô bé này
mà lần đầu tiên tới đây, nhưng mà cái sở thích là rất thích những cái công việc bếp anh Thân ơi. Do đó thì anh Thân có thể là hướng dẫn bé một số công việc như thế nào cho bé làm. Thôi giờ nè, bây giờ chúng ta cùng thử xem sao nha. Nhưng mà phải cố gắng ấy, công việc bếp rất là cực nha cháu. Dạ. Chị cho con làm cái này nha. Học thịt vào, rồi để có chú chiên. Rồi, để được rồi đó. Chú ơi, đây là món gì? Đây là món trứng cút bọc thịt lăng cốm xanh. Dạ cô ơi, cái này là cái gì vậy cô? Cái này là cái là thanh cua. Dạ. Cái này là bắp xôi. Dạ. Bắp xôi mình luộc đi. Cái này cà rốt. Dạ. Mình cũng luộc đi. Dạ, cô lấy thì con lấy đó nha. Rất nhiều bột. À, giỏi quá. Dựng nhẹ thôi. Bây giờ con làm như thế nào thì con cứ dựng em cái đó. Và cũng lên. Con chú ơi, hôm nay chú đầu bếp chỉ con làm sushi với lại cơm nè. Dạ. Sushi với cơm này là con làm đó hả? Dạ. À, giỏi dữ ta. Quả thật là không thời gian không là bao lâu, nhưng mà bé Mai Trang đã làm được một cái món ăn hết sức là đặc biệt. À, bây giờ hiệp sĩ phải thử quá. Ê, nhưng mà không có thử, để cho Mai Trang mang về nhà mời gia đình và mời bạn bè trong xóm. Ừ. Còn bây giờ là con đang làm món gì? Tàu hũ dồi thịt. Tàu hũ dồn thịt, thấy không? Rồi, bây giờ xuống dưới làm lẹ lẹ lên nghe. Chú đói bụng quá. Nè, con phải làm này nè. Đó, nè, rồi bắt đầu cái tay này nè, con rút mạnh nó xuống vậy nè. Đó, hiểu không? Đó, nè coi. Đó, con bóp đi. Rồi, bắt đầu con nhét vô, con nhét nhẹ cơ cơ trên thôi. Đậu hũ con không được lên là mạnh. Rồi, nhét sơ, đó. Cô ơi, cô đang làm gì? Bây giờ cô đang cắt bò để cuốn trong cái nấm, bò cuốn nấm cho. Dạ cô ơi, cái máy là máy gì? Cái đó là cái máy để xay thịt. Cô, tại sao cái này nó phải chạy chạy cơ? Cái đường ray này nè. Dạ. Để cho mình khách khi mình ngồi đó, đầu khách cái xe nó sẽ chạy vòng vòng để cho mình gắp những cái thức ăn. Hết giờ rồi. Sao? Nãy giờ Mai Trang có vui không? Dạ vui. Ừ, bây giờ mình đi lên trên đó đi gặp chú bếp trưởng nha. Đây đi, đây. Chào anh Hưng. Hồi nãy giờ thì bé Mai Trang đã làm được một số món. Thì xin hỏi anh Hưng là suốt cái quá trình nãy giờ bé Mai Trang vô đây học hỏi anh á, thì anh thấy thái độ của bé Mai Trang như thế nào? Cháu cũng rất là ngoan. Và dễ thương lắm. Làm rất là nhanh nhạy. Cũng chịu khó học hỏi. Dạ. Những cái gì thiếu cháu hay hỏi lại mọi người. Dạ. Nói chung là cháu làm rất tốt và làm rất là đẹp. Chú sĩ cũng đẹp cả. Con cảm ơn chú vì đã dạy con làm nhiều được, làm nhiều món. Đây cũng là phần thưởng của cháu đó mà. Con rồi, cảm ơn chú. Rồi, rồi. Con chào chú con về. Cảm ơn các con. Dạ, bây giờ về nhà chắc chắn mẹ của Mai Trang sẽ rất là vui, bởi vì biết là Mai Trang làm được những món tặng mẹ mình. Ha. Sao có nặng không? Ở đây chú Biên cầm cho. Dạ thôi. Chào chị. Con chào mẹ. Con có thể nói cho mẹ biết là suốt một buổi chiều hôm nay con ở trong bếp con làm những gì, con có thể khoe chiến tích của mình cho mẹ. Con làm sushi, cơm sushi của mẹ, thịt giọt trứng cút với lại bao cơm của mẹ. Thì đấy là suốt một buổi chiều hôm nay thì bé Mai Trang đã vào trong bếp ở nhà hàng và đích thân Mai Trang cũng làm được những món mà về đây để mà khoe với mẹ, tặng cho mẹ và tặng cho tất cả các bạn ở đây. Các con có thích không?
khăn nhiều trên con đường đến muôn vì sao. Quý vị cũng nhìn thấy rồi đó, trái với những gì mà chúng ta bắt gặp khi mà Hiệp Sĩ Bin vừa gặp gỡ bé Mai Trang, lúc đó thì em rất là e dè rụt rè và nhút nhát. Thế nhưng bây giờ thì quý vị cũng nhìn thấy em rất là vui sướng và rất là hạnh phúc. Bởi vì hôm nay bé Mai Trang không chỉ thực hiện được ước mơ của mình, đó chính là vào trong nhà bếp tận mắt chứng kiến các cô chú đầu bếp nấu ăn ra sao. Ngoài ra thì em còn tận tay làm những món ăn để mà mời gia đình và bạn bè. Như vậy là ước mơ của bé Mai Trang đã thành hiện thực. Riêng bản thân Hiệp Sĩ Bin thì cảm thấy rất là vui sướng và rất là hạnh phúc. Bởi vì thêm một lần nữa Hiệp Sĩ Bin đã giúp cho các em thực hiện ước mơ của mình. Chúc mừng Mai Trang đã thực hiện thành công được ước mơ của mình. Như vậy là cuối cùng người bạn nhỏ Mai Trang của chúng ta cũng đã có những trải nghiệm thú vị với công việc mà bạn mong muốn tìm hiểu rồi đúng không nào? Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì Mai Phương xin được nhắc lại. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chaka!